BBC tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bắc Triều Tiên xác nhận bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm trắc nghiệm về khả năng phản ứng nhanh của quân đội. Quốc tế lên án Bình Nhưỡng khiêu khích.